Vừa qua, Hội Từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang cùng với Chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long đã tổ chức lễ phóng sinh hơn 30 tấn cá bên bờ sông Tiền, tỉnh Vĩnh Long. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm trong khoảng hơn 2 giờ đồng hồ. Bắt đầu là lễ cúng thí thực, cầu siêu cho các vong linh đuối nước. Sau đó, mỗi giò cá trước khi phóng sinh đều được chú nguyện trước sự thành kính hướng tâm của tất cả mọi người. Buổi lễ diễn ra dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Chân Quang, Phó Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang cùng đông đảo chư tăng ni và quý Phật tử về tham dự. Đây là hoạt động thường niên của Chùa Phật Ngọc Xá Lợi và Hội Từ Thiện Chùa Phật Quang. Buổi lễ được tổ chức nhằm mục đích nguyện cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thế giới bình an vượt qua đại dịch. Đồng thời, nghi thức phóng sinh cũng góp phần cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường trước tình trạng thủy hải sản đang bị khai thác nghiêm trọng. Theo quan điểm của Phật giáo, phóng sinh là việc làm thiện để cầu phúc cho gia đình. Nghi thức này cũng truyền thông điệp về giáo dục đạo đức hiếu sinh, yêu thương và bảo vệ sự sống của muôn loài đến với cộng đồng.